thăm bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức sáng mùng 8 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ tại đây. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã trải qua 55 ngày chiến đấu, tiếp nhận bệnh nhân, điều trị và cho xuất viện khoảng 600 đến 700 người. Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá bệnh viện đã vượt qua một chặng đường gian khó, đến nay số bệnh nhân nhập viện giảm khoảng 30%, tử vong giảm gần 50%. Đây là sự nỗ lực rất lớn, rất đáng trân trọng. Tại bệnh viện này có thể đo được tình hình ở bên ngoài cũng có xu hướng giảm như vậy, ông nói. Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đại dịch rất khốc liệt và nhiều thử thách. Lực lượng tuyến đầu một lần nữa đã ra trận với tinh thần không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, thậm chí có sự hy sinh. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 lần này lịch sử sẽ ghi nhận, ông nói. Bày tỏ sự cảm kích và chia sẻ khó khăn trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân và sinh hoạt cá nhân của các lực lượng làm việc tại bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đội ngũ này không chỉ đem tình thương để chăm lo sự sống, sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân, mà còn xem đây là cơ hội để được cống hiến, thử thách, trau dồi nghề nghiệp. Đây là những suy nghĩ rất đáng trân trọng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ sau 2 tuần tăng cường biện pháp giãn cách nghiêm ngặt từ ngày 23 tháng 8, các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch ra cộng đồng, hạn chế tử vong và đảm bảo đời sống người dân ngày càng mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 2.628 bệnh nhân, trong đó hơn 600 bệnh nhân xuất viện, 749 người chuyển từ điều trị nặng xuống nhẹ, 694 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 26,4%. Bác sĩ Thức nhấn mạnh tỷ lệ tử vong này không thấp nhưng cũng không quá cao so với thế giới.